Nhà thiết kế Trung Thanh Phong vừa mở màn chuyến viễn du Fashion Verse 5 có hẹn với nụ hôn của nhà sáng lập đạo diễn Long Can với bộ sưu tập Trung Thanh Phong No 2 đầy sáng tạo, thú vị và đột phá vào tối ngày 7 tháng 4 tại Phú Quốc. Những thiết kế của bộ sưu tập Trung Thanh Phong No 2 với phong cách phóng khoáng qua việc sử dụng các chất liệu hiện đại như da, denim, jeans cùng những đường cắt mạnh mẽ, quyến rũ kết hợp với các tông màu thời thượng như bạc, đen, trắng. Trung Thanh Phong khai thác tối đa những điểm cắt đi cùng phơm dáng ôm sát, đầm bút chì, áo crop top hay quần legging ôm nhằm khoe được sắc vóc người mặc. Bộ sưu tập với sự góp mặt của siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Trân Đài. Vị trí vedette thuộc về siêu mẫu Thanh Hằng trong chiếc váy ánh kim với kết cấu hình cánh bướm kèm các phụ kiện đội đầu ấn tượng. Thiết kế sân khấu của Fashion Verse 5 ghi dấu ấn với cánh cửa kết nối hiện tại và tương lai giữa trời và biển để các thiết kế nổi bật hơn. Đặc biệt, nước trên sàn catwalk giúp các người mẫu tạo ấn tượng huyền ảo trên từng thiết kế. Chiều nay ngày 8 tháng 4, hai nhà mốt nữ Thủy Nguyễn và Phương Linh sẽ đem đến những bộ sưu tập mới giới thiệu cho giới mộ điệu.